Tết Quân Dân năm 2023 diễn ra tại xã Minh Hòa của huyện Châu Thành được đông đảo bà con đến dự lễ đua ghe ngò trong dịp Tết Trung Thu năm Thơ Mây. Đây là lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đang giữ gìn đường đua và làm công tác bảo vệ đường đua, đồng thời là ổn định khi mà bà con tham gia cổ vũ. Kênh YouTube Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang xin chào quý vị và các bạn, chào các anh em vận động viên của mình. Đội xà xem ơi, cố lên! Anh em mình là đội nào nào? Chắc Kha Cũ, cố lên! Chắc Kha Cũ ơi, cố lên! Sẵn sàng chưa nào? Xà xe mới, cố lên! Hòa Thạnh, cố lên! Quyết thắng! Bà con đang tập trung rất đông tại hai bên bờ sông Chắc Kha, gần với Ủy ban Nhân dân xã Minh Hòa của huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Rất đông đồng bào Khmer đang tham dự xem lễ đua ghe ngò. Các bạn đang theo dõi hội đua thuyền của đồng bào Khmer nhân dịp Tết Trung Thu năm Thơ Mây tại xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Bây giờ là hai đội ghe ngò đang chuẩn bị vào vạch xuất phát và chờ lệnh của trọng tài. Bắt đầu! Chuẩn bị nhá! Ghe cả đàn luôn bên trái. Muối! Cố lên! Là cái gì? Ghe tên gì? Ghe gì? Cù là hai, quyết thắng! Đua vừa rồi giữa Cà Lang Mương Ba và Gò Đất thì Cà Lang Mương Ba đã chiến thắng. Tiếp tục là ghe ngò Hòa Thạnh và Cà Lang Ông 2 tiến vào vị trí xuất phát. Vậy là Cà Lang Ông 2 không có mặt và trọng tài đã cho đội Hòa Thạnh trở về vị trí để chờ ban tổ chức sắp xếp. Cà Lang Mương 4 đang vào vị trí. Cà Lang Mương mặc áo màu đỏ đang ở phía bên tay phải. Trọng tài đã cho hai đội xuất phát. Rất là đang tích cực, cố gắng vượt lên. Chuẩn bị sắp tới là đội Gò Đất 1 gặp xà sim cũ. Trọng tài đang cho hai đội vào vị trí xuất phát. Gò Đất bên phải, xà sim bên trái, tiến hành vào vị trí. Đây là đội Gò Đất đang chuẩn bị thi đấu với đội xà xiêm. Đội xà xiêm đang trong trang phục áo vàng. Vâng, trọng tài đã cho ra hiệu xuất phát. Xà xiêm cũ đang rất cố gắng. Bên kia là Gò Đất. Trận thứ 8, Hòa Hưng của Minh Hòa. Hòa Hưng của xã Minh Hòa và Cù Là
gặp đội Cù La. Cố lên, cố lên. Vui, vui, vui. Cờ Lan Ông 1, cờ đất 2, cờ Lan Ông 1 bên phải, cờ đất 2 bên trái. Khu vực này là điểm đích của giải đua ghe ngò trong dịp Tết Chuân Thân Năm Thơ Mây của đồng bào Khmer tại xã Minh Hòa, kết hợp với chương trình Tết Quân Dân trên địa bàn xã. Chạy chạy về phía khán đài nè, phía khán đài nè, khán đài nè, khán đài nè. Giải ghe ngò huyện Châu Thành năm 2023, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thể thao đoàn kết trung thực, cao thượng, tiến bộ. Tại đây từ lúc nào? Giọng ghe ngò lại lúc 5 giờ. Tới từ lúc 5 giờ để trực xem. Thấy cảm giác thế nào? Cảm giác thấy bữa nay vui, mừng. Còn cô thấy thế nào nào? Vui không? Bà con Khmer mình rất là vui Tết Chuân Thân Năm Thơ Mây đúng không nào? Các chú thấy thế nào nào? Vui. Vui không? Vui. Anh ơi, nãy giờ anh coi anh thấy thế nào? Vui. Vui hả? Đúng rồi. Sáng nay ngày 8 tháng 4 năm 2023 tại xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, Tết Quân Dân năm 2023 và chương trình hội thao của đồng bào dân tộc Khmer, trong đó có tổ chức đua ghe ngò trên dòng sông Chắc Kha của huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Cảnh sát giao thông đường thủy đang thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên dọc các đường đua. Dọc hai bên bờ sông Chắc Kha thì rất là đông đồng bào dân tộc Khmer đang tham gia Tết Chuân Thân Năm Thơ Mây và theo dõi các cái cuộc thi đấu của các đội ghe ngò của các chùa. Tôi đi trên dòng sông Chắc Kha đó là một đồng chí rất là nhỏ tuổi, nhưng mà với cái kinh nghiệm của cuộc sống miền Tây. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi, nhưng chạy giỏ rất là điêu luyện. Chúng tôi đang di chuyển về điểm xuất phát, nơi mà có các tổ trọng tài thực hiện công tác đưa các ghe ngò vào vị trí để điều hành cuộc đua giữa các đội. Văn hóa đua ghe ngò là một trong những loại hình văn hóa đặc sắc và đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp cùng các lực lượng an ninh trật tự trên địa bàn của huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang rất tích cực trong việc tham gia giữ gìn bảo đảm an ninh trật tự cho cái đường đua. Sau khi đã trải qua một vài lượt đua thì anh em đã được một số giỏ máy dòng về, một số anh em còn sức thì vẫn tiếp tục bơi về với tinh thần rất là quyết liệt. Chuân Thân Năm Thơ Mây thế nào? Chuân Thân Năm Thơ Mây là sập bài nam và tụng mò ôm chem. Nói bằng tiếng Việt luôn. Không biết nói tiếng Việt. Tiếng Việt. Hôm nay đi tham dự cái lễ hội đua ghe ngò trên dòng sông Chắc Kha, chị thấy thế nào? Thấy là vui, rất là vui. Chị tên gì nè? Tên là Thị Kim Sen. Thị Kim Sen. Rồi, hai mẹ con đến đây lâu chưa? Tối sáng. Mấy giờ, lúc mấy giờ? 7 giờ tới đây. 7 giờ tới đây, nhà ở đâu? Nhà ở Minh Long, Minh Hòa. Minh Long, Minh Hòa, huyện Châu Thành, dạ. Xã Minh Hòa, huyện Châu Thành.
Bé là tên gì nhỉ? Tên Duy. Tên Duy. Bé năm nay học lớp mấy rồi? Nghỉ học rồi. Nghỉ học rồi. Mới 14 tuổi mà nghỉ học. Năm nay đúng 14 tuổi không? Mà biết chạy giỏ máy này lâu chưa? Lâu rồi. Biết từ lúc năm mấy tuổi? Lúc 10 tuổi. Vậy hôm nay tham gia cái xem đua ghe ngò thấy thế nào? Vui hả? Cà Lan Mương đang vào vị trí. Cà Lan Mương gặp Minh Hòa đang vào vị trí để thi đấu lượt thứ 10. Chạy đây. Chạy nhanh hơn luôn. Đeo luôn. Hai đội đang tích cực cố gắng để thể hiện sức mạnh của mình. Mạnh luôn, không sao đâu, mạnh đây, không sao, không ảnh hưởng. Hất ga luôn, mạnh luôn. Minh Long của Minh Hòa nằm bên phải. Cố lên. Mấy anh em tác nghiệp nha. Ôi! Có vô nào? Cháu nào? Lên đi! Cô là bảo của thị trấn Minh Hưng đã thắng cho chắc ca mới của Minh Hoàng.